Kính thưa quý vị, và tiếp theo là chương trình phỏng vấn đặc biệt do Thanh Trúc thực hiện với ông Nguyễn Văn Toàn. Loạt bài phỏng vấn sẽ phát vào tối thứ ba trong tháng 4 năm 2019. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần 1 hôm nay. Kính chào quý vị, à, đây là chương trình Chào Washington DC và thưa quý vị, hôm nay à, chương trình của Thanh Trúc hân hạnh được đón tiếp một vị khách mời là ông Nguyễn Văn Toàn là cựu sĩ quan cảnh sát tùng sự tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia ở tại Ban Mì Thuộc, tỉnh Đắk Lắk trước năm 1975. Thưa quý vị, Thanh Trúc xin kính chào ông Nguyễn Văn Toàn. Dạ, chú ơi cũng xin kính chào cô. Một, một cách rất là long trọng chúng tôi xin kính chào tất cả quý vị đưa xem đài. À, bản tin Hoa Thị đốn SBTN ở Washington DC. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn, được biết là ông từ thành phố Houston à, trở lại vùng à, Washington DC. rất dùng chữ trở lại bởi vì ngày trước, chắc đây, cách đây mấy năm thì ông là cư dân của vùng Washington DC này. Vậy thì lý do là lần này ông trở lại cùng với à, à, vùng Washington DC? Yeah. Thưa cô, à, để trả lời câu hỏi của cô thì chúng tôi là coi như là thường xuyên trở về đây là vì chúng tôi vẫn còn cái gắn bó đối với cái hội thân hữu cựu cảnh sát quốc gia hoa Thị đốn và phụ cận vì chúng tôi là một trong bảy người đầu tiên thành lập hội này từ tháng 7 năm 1978 tám yeah. như vậy là chúng tôi đã duy trì được 41 năm ở, ở cái sinh hoạt ở vùng này yeah. Nhận được hung tin, cụ bà quả phụ Lê Văn Giám, tự Văn Bình, khuê danh Phùng Thị Nhật, pháp danh Diệu Minh, thân mẫu của bà Lê Ngọc Trâm, nhạc mẫu của ông Đinh Hùng Cường, nguyên chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, vừa tạ thế vào lúc 2 giờ 15 rạng sáng ngày Chủ nhật 7 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm kỷ hợi tại thành phố Chantilly, tiểu bang Virginia, hưởng thượng thọ 104 tuổi. Linh cửu quàng tại National Funeral Homes and Memorial Park 7482 Lee Highway, Fort Church, Virginia 22042, điện thoại số 703 560 4400. Chương trình tang lễ và thăm viếng thứ sáu ngày 12 tháng 4 2019 từ 5 giờ đến 5 giờ 30 chiều lễ phát tang và cầu siêu từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Ngày thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa, thăm viếng. Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 sáng, lời cảm ơn của tang Quyến đến với quan khách. 11 giờ 30 sáng, lễ cầu siêu. 12 giờ trưa, lễ di quan và an táng tại nghĩa địa sẽ được cử hành cùng địa điểm Trước sự đau buồn này, toàn thể cộng tác viên của VATV, Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn và SPTNDC thành thật chia buồn cùng ông bà Đinh Hồng Cường và Tang Quyến. Thành kính phân ưu, nguyện cầu hương linh của bà Phùng Thị Nhật sớm về cõi Vĩnh Hằng. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 ra phần thông báo và quảng cáo.